Đa số những kiều bào của chúng ta nước ngoài khi cư trú ở một nước sở tại đều phải muốn lấy quốc tịch Mỹ hoặc quốc tịch Pháp, nói chung là lấy quốc tịch của nước đang cư trú để mục đích có những quyền lợi và nghĩa vụ như một công dân thực thụ ở nước đó. Đa số tất cả kiều bào của chúng ta dù ở bất cứ nước nào, lấy quốc tịch ở nước nào cũng đều có hướng về tổ quốc, về đất nước chúng ta và theo dõi đất nước của cha từng ngày từng phút và rất lo lắng cho tình hình đất nước và có những cái đóng góp rất tích cực, rất lớn lao đối với đất nước chúng ta từ khó khăn cho tới thuận lợi. Cho nên phải nói rằng đa số kiều bào nước ngoài dù mang một quốc tịch nước nào vẫn có một cái hướng về đất nước rất là tốt. Họ rất chí thú làm ăn, họ là nuôi con cái học hành dạy dỗ cho đàng hoàng để xứng đáng là người Việt Nam của chúng ta. Hoặc là có những người họ chí thú làm ăn để tạo dựng cuộc sống gia đình được ổn định, điều kiện giúp đỡ những thân nhân ở Việt Nam còn những khó khăn. Cho nên phải nói rằng kiều bào chúng ta nước ngoài dù mang một quốc tịch nào nhưng đa số đều rất có lòng đối với tổ quốc chúng ta. Hoặc là họ không đóng góp trực tiếp nhưng họ có những cái đóng góp gián tiếp như là họ nuôi con cái, họ dạy dỗ con cái về đất nước Việt Nam của chúng ta tốt đẹp như thế nào và phát triển ra sao. Nhưng ở đây đặc biệt có một số lợi dụng là quốc tịch ở nước ngoài, đặc biệt là quốc tịch Mỹ, đây, để có những chủ trương xâm nhập phá hoại đất nước chúng ta. Đó là những cá biệt của những tên mang cái huyền hoặc hoảng huyền hoại là hoảng huyền là dù mang quốc tịch Mỹ ở đâu thì cũng được là nước Mỹ can thiệp và sẽ những cái tổ chức phản động của ở nước Mỹ sẽ can thiệp và giúp đỡ cho những người mang quốc tịch Mỹ về phá hoại đất nước chúng ta. Đó là cá biệt những tên vẫn mang một cái tư tưởng là quốc tịch Mỹ để về phá đất nước chúng ta. Để mong rằng một tổ chức phản động ở nước ngoài đều là những tên là công dân Mỹ và mang quốc tịch Mỹ để nhờ đến chính phủ Mỹ để can thiệp. Nhưng các bạn thấy không, vừa qua đất nước chúng ta đã xét xử 12 tên vừa qua rất là nghiêm minh. Nó thể hiện tinh thần, cái tính nghiêm minh của pháp luật của một đất nước có chủ quyền, có chính phủ. Mà chúng có rêu rao rằng và chúng kích động và chúng lên như có tinh thần có những tên mang quốc tịch Mỹ để về để phá hoại, là chúng nói rằng chính phủ ta không dám xử những tên những người mang quốc tịch Mỹ vì là công dân Mỹ. Nhưng các bạn đều hiểu rằng dù là họ là một mang một quốc tịch công dân Mỹ nhưng họ vi phạm pháp luật đất nước chúng ta, đất chúng ta vẫn xử rất nghiêm minh. Thì vừa qua các bạn đều thấy rằng cái tên Nguyễn Văn Hanh 49 tuổi xử 14 năm, nó là quốc tịch Mỹ ha, đặc biệt là tên đó là Angel Phan là nữ 62 tuổi xử 14 năm. Thì hai tên này là hai tên đầu sỏ về chủ trương hoạt động chống phá đảng và nhà nước với mục đích là lật đổ đảng Cộng sản. Thì hai vì hai tên này hai tên cầm đầu chủ trương sách động và thành lập những tổ chức phá hoại đất nước chúng ta. Thì các bạn thấy thể hiện rằng chính phủ ta không nhân nhượng với bất cứ những kẻ dù là mang một quốc tịch Hoa Kỳ nhưng có những cái mang cái tư tưởng phá hoại như thế, nhưng chúng vẫn ảo tưởng. Mà tôi nói thẳng nó một câu rất dễ hiểu, tức là cái Mỹ này nó gọi là Mỹ dỏm các bạn ạ, nhưng nó chúng tưởng đâu là hàng xịn, nó tưởng đâu là Mỹ xịn. Nhưng mà các bạn biết rằng là chính một tên Mỹ xịn luôn đã vi phạm pháp luật ở Triều Tiên, chỉ ăn cắp một bức ảnh, một bức chân dung của lãnh tụ thôi cũng vẫn bị đất nước Triều Tiên ghép vào tội trộm cắp và bắt giam, không có một tổ chức nào can thiệp được vì đó là chủ quyền đất nước, người ta có chủ quyền, người ta có chính phủ, người ta có hiến pháp, chứ không phải đất nước này đất nước vô chính phủ, đất nước này không phải không có hiến pháp. Cho nên những tên đó là hão huyền là cứ nghĩ mình là quốc tịch Mỹ thì sẽ có Mỹ can thiệp hoặc tổ chức này tổ chức kia can thiệp, rồi những tên a dua nữa cứ nghĩ rằng là khi vi phạm pháp luật thì sẽ có những cái tổ chức này tổ chức kia can thiệp. Như các bạn nãy tôi giới thiệu hai tên
là mang quốc tịch Mỹ xử mỗi tên 14 năm. Rồi tiếp theo những tên a vua theo là tên Trương Nguyễn Minh Trí 11 năm. Thì cái này tôi đọc lại để các bạn nhớ thôi, chứ từ mấy ngày nay thì các bạn đã từng nghe tin tức vào báo chí và mọi người nói cái này rất nhiều rồi, đã nói mức án của từng tên các bạn đều hiểu rồi. Nhưng cái này tôi nhắc lại tiếp, tức là tên Đỗ Tài Nhân 10 năm và tên Nguyễn Hùng Anh 10 năm, Trần Tuấn Tài 10 năm, Võ Hoàng Ngọc 9 năm, Đỗ Quốc Bảo 9 năm, Trần Văn Vĩnh 8 năm, Trần Quang Vinh 7 năm và Nguyễn Văn Chánh 5 năm và Đỗ Thị Dung là 5 năm. Thì các bạn đủ 12 tên bị cáo này, đúng là xét xử là thông báo là xét xử trong 3 ngày, nhưng chúng nhận tội, không có một cái điều gì chúng có thể chối cãi được cái tội trạng của chúng. Trên tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ xét xử trong 2 ngày và mang tính chất hết sức là nghiêm minh. Thì các bạn đã thấy hiểu rằng đất nước chúng ta là có chủ quyền, có hiến pháp, có chính phủ chứ không. Nhưng mà chúng nó cứ tuyên bố rằng sẽ hoạt động lật đổ Đảng Cộng sản, nhưng các bạn thấy không, cứ từ từ những tên nào về phá hoại đều từ từ là bị bỏ tù hết. Nếu mà không xử những tên này thì chính nhân dân cũng phải phẫn uất, cũng không bằng lòng những tên đang về phá hoại đất nước chúng ta. Cho nên cái này hôm nay tôi nói á, là có những tên đó là rêu rao là quốc tịch Mỹ này kia, rồi chúng đem so bây giờ nếu so sánh tên Viêu Nghiễm, bữa trước tên Viêu Nghiễm là chỉ là vấn đề là tham gia biểu tình thôi, có vấn đề là hơi khóa khích chứ chưa phá hoại nguy hiểm vấn đề an ninh quốc gia, chưa có một chủ trương là hoạt động để gọi là lật đổ Đảng Cộng sản, lật đổ chính quyền, chỉ tham gia biểu tình một cách quá khích thôi. Trên nhà nước ta mang tính chất khoan hồng và độ lượng, cùng với cái sự bảo đảm cam kết với đình, đổ sự nhận lỗi của Viêu Nghiễm, trên nhà nước ta là thả và trục xuất. Thì chúng rêu rao rằng ở nhà nước chúng ta không dám xử cái tên là mang quốc tịch Mỹ. Nhưng bây giờ, thấy không? Bây giờ có tên nào dám nói về cái vụ xử vừa rồi không? Có dám nói nhà nước ta không dám xử không? Nhưng vừa rồi chúng có một cái luận điệu thế này. Tôi được biết, chúng cắt chữ. Tức là sau khi xét thụ án đủ 14 năm, thì sẽ trục xuất hai tên này ra khỏi đất nước Việt Nam. Nhưng chúng tuyên truyền là xử ở tù, nhưng không xử, nhưng tuyên án xong rồi sẽ trục xuất về Mỹ. Đó là cái luận điệu tuyên truyền của chúng. Hiện giờ chúng đang tuyên truyền như thế để khích lệ những cái thằng, những tên còn mang quốc tịch Mỹ có muốn âm mưu về phá hoại đất nước Việt Nam của chúng ta. Hiện giờ chúng đang tuyên truyền ở bên Mỹ là Việt Nam xử như thế thôi, nhưng không bỏ tù mà chỉ tuyên án đó. Sau này, tức là các bị cáo á, là sau khi thi hành án xong 14 năm sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Nên chúng đang dùng những cái từ sau như thế. Nên là chúng đang lừa bịp dân ở của chúng ta, nhân dân chúng ta ở các nước là nói là sẽ bị trục xuất không ở tù. Chứ không dám, chúng không dám rêu rao công nhận là ở tù 14 năm. Cho nên các bạn thấy rằng rõ ràng chính phủ ta xử rất nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng hành vi của từng tên. Cho nên phải nói rằng á, những tên nào còn mơ hồ mình là công dân Mỹ mà muốn can thiệp vào Việt Nam để mà phá hoại sự ổn định của đất nước Việt Nam chúng ta, thì dứt khoát chưa cần đến nhân dân xử, pháp luật nhà nước cũng đã xử theo đúng tội trạng rồi. Còn vừa qua thì các bạn chưa hiểu được, hiện giờ là vừa rồi ở bên Mỹ được biết tình hình là chúng đem con của cái bà Phan Anh Giò này để ra phỏng vấn, để mục đích chúng tính là lợi dụng như cái lời nói của Viêu Nghiễm là sẽ ủng hộ những lời nói của chúng và sẽ lên án và chống đối lại nhà nước Việt Nam chúng ta. Nhưng ngược lại, đặc biệt con của chị Phan Anh Giò này phát biểu một cách rất trung thực ở chỗ nào anh ta nói thế này, anh ta nói rằng mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, tôi khuyên rất là nhiều nhưng mẹ tôi không nghe, vẫn bị bọn chúng lợi dụng kích động là chỉ được những đồng tiền để về du lịch Việt Nam, rồi là lợi dụng vào đó để tham gia vào tổ chức phá hoại. Trên chính con của bà Phan Anh Giò này đã từng nói như thế, tức là anh ta nói rằng chính con cháu của bà ta mà sau này về Việt Nam mà nhìn lối xóm xóm làng cũng sẽ xấu hổ, không biết có dám về hay không. Đấy. Cho nên phải nói rằng một số kiều bào ở nước ngoài, một số thế hệ thanh niên, họ có một nhận thức rất tiến bộ. Đó. Chỉ đặc biệt một cái tên Viêu Nguyễn vừa rồi qua, có thể rằng bị tác động
của những bọn phản động ở nước ngoài, họ có thể tác động bằng tinh thần hoặc là có thể bằng tuyên truyền như thế nào đó, thì tên này về bên đó sẽ nói theo cái thuận chiều của cái bọn phản động. Thì các bạn theo dõi thì thấy rằng cái con của chị Phan Anh Dồ này phát biểu rất là trung thực, anh ta cũng rất là xấu hổ với cái hành vi của mẹ mình. Và anh ta có một nguyện vọng là sau khi xét xử chính thức rồi, tức là phúc thẩm rồi, thì anh ta có nguyện vọng sẽ làm đơn chính phủ để về Việt Nam thăm mẹ. Đó là cái hoàn cảnh thực tế của gia đình của cái cô Phan Anh Dồ là như vậy. Đã 62 tuổi, đã lớn tuổi rồi, nhưng vì nghe lời xúi dục của bọn phản động hoặc là vì cái uẩn khúc cá nhân nào trước kia, nhưng mà bọn chúng lợi dụng khai thác để chúng kích động, để chúng xúi dục, để chúng đem tiền ở mua chuộc về để làm có những hành động phá hoại đến cái sự bình yên của đất nước. Đúng có ý đồ là muốn lật đổ Đảng Cộng sản, đúng ý đồ này chúng nuôi lâu lắm rồi, nuôi nhiều lắm rồi. Thậm chí có những tên như tên Tần Thái, tên Paradis Trương và vân vân, những cái tên đó tôi gọi là những tên ba trợn chứ chưa phải là ba xạo, ba que đâu. Và hiện giờ đó gọi là những tên ba trợn, ba xạo. Chúng có hò hét là biểu tình đi, về Việt Nam đi, phá đó phải đi. Nhưng mà những tên đó có dám về đây không? Chắc chắn rằng những tên đó về đây thì cũng không tránh khỏi tình trạng như những cái tên Jamhen hoặc là những cái bà Fat Angel. Đấy, chắc chắn là điều đó như vậy, chúng đều hiểu điều đó. Nhưng chúng khác gì giống một con chó mà đứng bên kia bờ ao mà sủa vậy đó. Đấy, cho nên đâu có đâu bò lội qua ao mà cắn được. Nó mang một cái tưởng tượng ấm ức như vậy. Chứ những cái tên hô hào to miệng này đâu có dám về Việt Nam. Về Việt Nam thì chắc chắn số phận của chúng không thoát khỏi những cái tên mang quốc tịch Mỹ mà cứ một cái ảo tưởng hão huyền là sẽ là công dân Mỹ thì sẽ được đó là chính phủ Mỹ can thiệp. Đó là một tư tưởng hão huyền của chúng thôi. Và tôi tin chắc rằng những cái tên hò hét to miệng như tên Tân Thái về trường thì chắc chắn rằng chúng không dám về Việt Nam để làm những cái chuyện mà gọi là hoạt động chống phá nhà nước đâu. Chúng chỉ to miệng để sủa bên kia bờ ao thôi. Và các bạn đều hiểu rằng chính phủ chúng ta đưa ra xử trước cái ngày 2 tháng 9 là mục đích gì? Chúng hô hào lợi dụng vào cái lễ Quốc Khánh và mùng 4 tháng 9 chúng sẽ biểu tình thế này, sẽ chống đối thế kia. Nhưng nhà nước ta đã đưa những cái bọn này ra xét xử trước ngày lễ thế này để mục đích cảnh tỉnh, để cảnh cáo cho tụi mày biết rằng tụi mày chống đối đi, tụi mày gây rối loạn, tụi mày phản động đi thì tụi mày nhìn theo cái gương xử của 12 tên vừa rồi đi thì tụi mày làm. Đó là các bạn thấy cái chủ trương của nhà nước đưa xét xử vừa rồi là mục đích để đánh vào mặt chúng nó, để cảnh cáo tụi nó đấy. Những tên là ngoan cố muốn phá hoại những sự bất đang ổn định của đất nước, gây bất ổn định của đất nước thì sẽ coi gương của 12 tên vừa rồi xử như thế nào. Xử vào cái khung hình phạt ở cái điều luật không có nhẹ đâu.